Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Ngày hôm nay thì chúng mình lại tiếp tục đi tìm đồ chơi và rửa sạch đồ chơi mọi người nhé. Wow, mọi người, cái gì đấy? Ai lại để đồ chơi đây nhiều thế mọi người này? Wow, rất là nhiều đồ chơi mọi người này. Để cho những viên gạch mọi người nhé. Wow này, này, những viên gạch nhá, rất là đẹp luôn mọi người này. Không biết là có ai mọi người ơi, sẽ có còn ai xung quanh không nào? Không có ai mọi người, tại sao lại để những cái đồ chơi ở đây quá? Wow, chắc là người ta để rơi hoặc là người ta đánh rơi hoặc vứt rồi mọi người, chắc là vứt rồi mọi người nhỉ? Nhưng mà nhìn trông rất là đẹp, rơi đúng mọi người. Nhưng mà nhìn rất là dơ mọi người này. Cái bẩn luôn, toàn bùn không mọi người. Wow, mình giặt bỏ vào rổ mọi người nhá, vào chậu mọi người nhá. Vào xô nhá. Bé tẹo nó mình đi rửa mọi người nhá. À đây chiếc gì đấy? Chiếc xe trộn xi măng mọi người này. Cái gì đấy? Xe gì đấy? Xe chở rác mọi người. Wow, rất tuyệt vời luôn. Chua vào đây này. À, thích không? Rất là vui luôn này. Wow, xe gì đấy? Xe cứu hộ mọi người nhá. Wow, rất là mới luôn nha mọi người nhá, rất tuyệt luôn. Chua vào đây này. Cái gì đây? Sẽ cứu hộ mọi người ấy. Wow, rất tuyệt vời luôn. Wow, có quả nó không đây? Hết rồi mọi người ơi. Ôi, nó mang lại rửa thôi mọi người. Rất tuyệt vời luôn. Hey, hai cái đồ chơi hôm qua này rửa nó đã có để đây mọi người này. Wow, bây giờ mình sẽ rửa mọi người nhá. Chua vào đây này. Chua tất cả vào đây mọi người nhá. Chua tất cả vào đây nhá. Chua tất cả vào đây nhá. Ui. Đấy. Đây. Đây. Đây là cái rửa này. Đấy. Cần thiết phải rửa lại thêm nước nữa là sạch mọi người. Đây là xe trộn bê tông mọi người. Thích quá. Đáng quá mọi người ơi. Lòng hết cả ra ngoài nè mọi người này. Wow. Để vào đây nhá. Rồi. Ok. Ok. Đó. Đây là xe chở rác mọi người này. Xe gì đây? Là xe gì đây? Xe này là xe cứu hộ này. Xe cứu hỏa mọi người này. Đó, cái này là cái cầu thang này để nâng đỡ mọi người này, nâng lên cao này để duy trì mọi người này. Đó, đó. À, rửa sạch luôn. Rất tuyệt vời mọi người. Đây, cho vào đây này. Đây, để xe máy xúc mọi người. À khuyên, sorry các bạn. Ờ, đây xe gì đây? Không phải xe máy xúc. Wow, đây xe cần cấu mọi người. Ui, vàng, màu vàng nhá mọi người nhá. Wow, vàng rất đẹp luôn. Ui, ui, rất tuyệt vời luôn. Đây, đây. Kê rửa sạch luôn. Màu vàng đẹp luôn mọi người nhá. Rất tuyệt luôn. À, quà gì không đây? Hết rồi mọi người ơi. Hôm nay mình nhặt được rất là nhiều đồ chơi mà. Wow, mọi người, rất tuyệt vời luôn mọi người nhá. À, vẫn còn dơ này, mình sẽ đổ cái nước này đi, bốc thêm nước cho mọi người. Vàng còn thế đâu mọi người, hay vặn thêm nước này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, mình sẽ cho thêm vào đây cho nó rửa sạch mọi người nhá. Đấy, thấy chưa, mình cho nó vào đây sạch tinh luôn mọi người này. Đấy, bây giờ cho vào đây sạch tinh luôn. Đó, rửa là sạch tinh. À, mình chỉ cần rửa hai lần nước là sạch mọi người nhá. Có vệ sinh sạch sạch té luôn. Rồi. Đây. Đây luôn. Đó. Đây, dán qua cái chậu một chút nào. Đó, sạch luôn. Đây. Tính luôn. Đây. Đây nè. Mình phải chờ nè. Đấy. Tính luôn. Đấy, mọi người thấy không? Rất nhiều sạch tinh. Đấy, mọi người thích tinh không? Đó, thích luôn. Đấy, đấy, sạch tinh luôn mọi người nhá. Đấy, lau lau lên chút này. Rất tuyệt luôn. Lau lau sạch sạch một tí là ok ngay. Đấy, cho vào đây nào. Đấy, sẽ tăng lên. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Chua vào đây này. Đấy, xem có sự mọi người. Nào bẩn bẩn này, máu sơ đây tí là sạch, rửa hai lần nước là sạch mọi người. À, xe quân sự này, đó, xe quân sự của mình rồi nhá. À, cho vào đây này. Rồi, xe gì đây? Xe cứu hỏa. Thấy không? Cứu hỏa này. À, xe gì đây? Xe tải rồi, nhiều mất cái thùng mọi người. Sạch tinh. Đó, nó đơn giản sạch tinh luôn. Đó, mọi người thấy không? À, xe bồn này, xe trộn xi măng đấy.
À, đây là cái nắp cái thùng trộn xi măng mọi người này. Rồi đây, kẹo nó lát. Xe tải còn lớn này. Đấy, thấy không? Xe tải trọng lượng hơi bị lớn luôn. Wow, rất tuyệt vời luôn. Rồi, ok. Đấy, à, hổ súng này. Phải tinh luôn. Đấy, mọi người thấy không? Rất tuyệt vời luôn. Wow. Wow, tôi chào tất cả các bạn nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tiếp cho những video của chúng mình nhá. Xin chào tất cả các bạn.